Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Vision Audio. Lời đầu tiên cho Vision Audio xin gửi lời chào trân trọng đến toàn thể quý vị và các bạn. Và trong video ngày hôm nay, tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn về dòng súp điện JBL. Dòng súp điện JBL Mode 260P. Trong thời gian vừa rồi thì có rất nhiều khách hàng gọi điện đến bên cửa hàng của tôi và hỏi về cái dòng súp JBL 260P. Và cái dòng súp này thì trên thị trường bán khá là nhiều. Và theo tôi quan sát thì có rất nhiều chủng loại. Nó có giá từ 3 triệu 200 nghìn đồng cho đến 10 triệu. Và hôm nay tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn về dòng cao cấp nhất. Nó có giá trên thị trường từ 4 triệu 800 nghìn đồng cho đến 10 triệu đồng. Các đơn vị bán ở bên ngoài cửa hàng thì có giá tầm 4 triệu 8 đến 5 triệu. Còn cái dòng súp này khi đưa vào siêu thị thì giá của nó lên tầm 10 triệu đến hơn 10 triệu. Và hôm nay thì sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn về cái dòng súp JBL Mode 260P. Về cái tổng quan của nó, về hình thức bề ngoài, được làm bằng gỗ và sơn vân gỗ. Và đây là phía sau của nó. Mode 260P. Và cũng xin giới thiệu luôn cho quý vị và các bạn, cái dòng súp này nó không phải là súp chính hãng của JBL, mà nó là dòng súp chất lượng cao do Trung Quốc sản xuất. Cho dù ở phía sau họ ghi là Hetman, là công nghệ của USA, các thể loại, nhưng nói luôn cho quý vị và các bạn là đây là dòng súp do Trung Quốc sản xuất và dòng súp chất lượng cao. Vì đây là dòng súp bát 30, nếu như của hãng JBL, một chiếc súp bát 30 hàng bãi thì nó có giá rơi vào tầm 15 đến 17 triệu. Dòng súp này là dòng súp đập hộp. Nó nguyên thùng xốp và tôi sẽ quay cho quý vị và các bạn nhìn cái thùng xốp của nó. Đây là cái thùng của nó. Thùng của nó thì được bọc thùng hai lớp. Và cái bìa cắt tông của nó khá là dày. Hai lớp. Quý vị và các bạn có thể nhìn các cái logo rồi các cái mã số trên thùng của nó. Chúng ta hay gọi quen nó là thùng xốp, thực ra nó là thùng mút, không phải là xốp. Cái này nó được làm bằng mút. Và phía trên một cái tấm mút như thế này, và phía dưới một cái tấm mút như thế này, để giúp khi vận chuyển là cái xốp nó không bị bẹp, bị va đập. Được bọc túi ni lông. Giới thiệu sơ qua cho quý vị và các bạn về cái thùng bọc của nó. Về cái hình thức của nó thì nhìn khá là bắt mắt. Đây là mạch điện phía sau. Và tôi đang giới thiệu cho quý vị và các bạn là cái dòng cao cấp nhất trên thị trường hiện nay họ đang bán. Có giá từ 4 triệu 8 cho tới 10 triệu đồng. Ở trong siêu thị thì họ bán 10 triệu đồng. Còn các cửa hàng bên ngoài họ bán 4 triệu 8. Và cái này thì tôi sẽ bán cho quý vị và các bạn là 4 triệu 6. Đây là cái dây nguồn của nó. Và chốc tôi sẽ cho quý vị và các bạn xem cái mạch của nó. Cái hàng đắt tiền nó khác cái hàng rẻ tiền như thế nào. Còn nếu như cái loại dòng này có giá trên thị trường là 3 triệu 2 đến 3 triệu rưỡi, đấy là hàng do Hưng Yên lắp ráp. Quý vị và các bạn hết sức lưu ý về cái cơ cấu đằng phía sau. Các cái nút chức năng. Đây là nút volume. Volume to nhỏ của súp. Và đây là nút, nó ghi là code solver, có nghĩa là nút chỉnh tần số cao thấp của súp. Khi chúng ta chỉnh tần số thì chúng ta không nên chỉnh quá 12 giờ. Thì chúng ta chỉnh quá 12 giờ là nó sẽ có lời. Và chúng ta nếu như chúng ta muốn nó đánh mềm, tiếng bass mềm thì chúng ta chỉnh về kịch, tức là tần số 50Hz. Còn không thì chúng ta chỉnh về tầm 9 giờ. Chỉnh cao nhất là lên 12 giờ, nhưng theo tôi thì chúng ta nên để ở tần số 50Hz hoặc tầm 9 giờ thì tiếng bass của nó sẽ êm hơn. Cái nút này thì nó là cái nút auto power on mode. Có nghĩa là khi chúng ta bật sang chế độ auto thì khi cái súp này, khi nó không cấp âm thanh vào thì cái súp này nó sẽ tự ngắt. Tức là auto có nghĩa là tự động. Còn đây là cái chế độ là bass mode. Bass mode thì khi chúng ta gạt sang on
sạc xăng on thì có nghĩa là cái sút này nó sẽ đánh ra như một cái loa lời bình thường. Còn khi chúng ta chơi về tần số sút ở cái ngưỡng sâu như này thì chúng ta gạt về off thì có nghĩa là nó đánh vào cái tần số sút. Còn phía bên này nó chúng ta hiểu nôm na nó là như một cái nốt đảo pha. Khi chúng ta lắp vào các cái con loa thì chúng ta gạt trái gạt phải để cho nó trùng pha với loa thì nó sẽ đánh hay hơn. Normal có nghĩa là chế độ bình thường, còn chúng ta gạt sang phía bên này có nghĩa là cái chế độ đảo pha. Quý vị và các bạn hiểu nôm na nó là như vậy. Cái dòng sút này thì như tôi quan sát trên thị trường thì cái dòng sút đắt tiền thì về cái vân của nó thì cái vân to này nó sẽ ít hơn, và đa số là các cái vân nó sát sần sạt nhau, cách nhau một phần. Còn cái hàng rẻ tiền thì đa số là cái vân to của nó là thể hiện nhiều hơn ở trên cái thùng. Tôi quan sát trên thị trường người ta bán. Đây quý vị và các bạn nhìn cái dòng đắt tiền thì nó chỉ thể hiện một cái vân to trên một cái bề mặt, nó chỉ có một cái vân to như thế này. Còn đa số là các cái vân bía nó đi song song với nhau, nó rất ít cái vân to. Quay bên này cho quý vị và các bạn xem. Bên này thì nó có hai cái vân to, một phía bên này và phía bên này. Còn đa số là cái vân của nó sát sàn sạt nhau, nó cách nhau một phân hoặc 7mm. Và đây là cái kết cấu bên trong của nó. Bên trong của nó thì nó là thiết kế màng giấy gân cao su và được chia đậy một cái tấm nhựa để nó chia cái ốc cho nó đẹp. Cái này là chúng ta móc ra được. Chúng ta móc ra. Cái này mà nếu khi mà chúng ta móc thì móc cẩn thận, không có là nó gãy. Đây tôi đã móc ra ngoài. Và bên trong nó là thể hiện các cái con ốc bắt. Cái kia nó chỉ có tác dụng là nó đậy cái này cho nó đẹp. Và tôi sẽ tháo ra cho quý vị và các bạn xem cái ruột gan của nó như thế nào. Đây là hình thức phía trong của chiếc bát của nó. Bát của nó từ 140. Từ 140 côn 63. Cái dòng này cho ra chất âm khá là mềm mại. Nó là hàng loại 1 China. Từ 140 côn 63. Quý vị và các bạn có thể nhìn cái màu nhện của nó khá là khôn. Và cái dòng này tiếng bát của nó đánh khá là mềm mại và khá là uy lực. So với tầm tiền như tôi thấy anh em bán bên ngoài là có giá tầm 4.8 triệu thì chúng ta chơi rất là hợp lý. Vì tiếng bát của nó đánh rất là mềm. Dòng này là dòng bát 30. Và nếu như cái hàng này tôi thấy trong siêu thị họ bán là mới có giá là tầm 10 triệu. Và nếu như hàng này, nếu là hàng xịn bát 30 của hãng JBL thì hàng bãi bây giờ có giá từ 15 đến 17 triệu. Tôi nói ví dụ như dòng súp Yamaha, dòng VK320 này, dòng bát 25 là nó đã có giá 8.5 triệu. Và chiếc súp Mỹ Infinity bát 25 này nó cũng có giá 8.5 triệu. Đấy là hàng bãi Infinity sản xuất tại Mexico. Cho nên là chúng ta mua hàng thì chúng ta mua cái giá rẻ thì chúng ta đừng có mơ đấy nó là hàng xịn. Chẳng hạn như chiếc súp này, bên cửa hàng của tôi bán thì tôi nói luôn nó là hàng loại 1 China, nhưng về cái chất âm của nó chơi khá là tốt. Với giá trên thị trường từ 4.8 triệu cho tới 10 triệu đồng. Quý vị và các bạn mua trong siêu thị thì giá của nó lên 10 triệu đồng. Và mua các cửa hàng bên ngoài thì hiện tại tôi đang thấy anh em bán là giá 4.8 triệu. Còn cái dòng mà bán 3.2 triệu, đấy là hàng của Hương Yên, thì cái đấy là không bàn cãi. Còn tôi nhập cái hàng này về tôi sẽ bán cho quý vị và các bạn cái giá rất là êm ái, 4.600.000 đồng, bao ship toàn quốc cho quý vị và các bạn. Và cái nội thất bên trong của nó thì không có gì. Nó là bông bản màu đen và lỗ thông hơi. Và cái phía ở cái dây điện đỏ, cái là cái hộp đựng cái mạch điện. Và tôi sẽ tháo cái mạch điện phía sau ra cho quý vị và các bạn xem cái mạch điện phía sau của nó. Đây là cái phần kết cấu ở dưới đáy. Tôi quay kỹ cho quý vị và các bạn nhìn để chúng ta có thể so sánh với những cái dòng súp rẻ tiền. Hai cặp tụ của nó là tụ màu đen.
nguồn này là nguồn xín. Tụ có chỉ số là 10.000 microfarad, 80V. Và cái mạch của nó thì nó được đệm lên một cái lớp mút, nó dày tầm hơn 1 phân. Tức là đây là cái mạch, đây là lớp mút và đây là cái bản sắt ở phía sau, bản nhôm. Họ đệm một cái lớp mút dày và họ bắt vít bốn ngóng, bốn cái góc này để họ vít cái bản mạch này xuống. Nó nằm ở trên cái tấm mút. Mục đích của nó là để chống rung, chống phát ra tiếng kêu. Cái hàng loại 1 của Trung Quốc thì họ làm cũng khá là cẩn thận. Xung quanh cái diềm này đều có gioăng để khi bắt vào đây là nó không sinh ra cái tiếng kêu. Đây là cái thông số của cái nguồn nó nằm ở phía trong này, nó vướng cái miếng này, nó rất là khó quay. Đây là toàn cảnh cái nội thất của nó. Tôi đã quay cho quý vị và các bạn nhìn rất là rõ ràng. Quý vị và các bạn nhìn từng cái sợi dây cấp nguồn của nó để chúng ta phân biệt với cái hàng nó rẻ tiền, nó khác nhau ở cái điểm nào. Cái dòng này rất là đáng chơi trong cái tầm tiền trên dưới 5 triệu. Vì cho dù nó là hàng Trung Quốc loại 1, nhưng về cái chất âm của nó rất là mềm mại và nó đánh rất là uy lực. Chứ còn nếu nhà hàng này mà hàng JBL ship thì đập hộp như thế này thì giá của nó rơi vào tầm hơn 50 triệu. Nó khá là đắt tiền. Vừa rồi là tôi giới thiệu qua cho quý vị và các bạn về tổng thể chiếc suốt JBL 260P. Đây là dòng loại 1 của Trung Quốc, không phải là hàng hãng như trên thị trường người ta quảng cáo mập mờ. Chính thức nó là hàng loại 1 của Trung Quốc. Với cái giá tiền quý vị và các bạn bỏ ra tầm 5 triệu đồng, rất là đáng chơi. Vì cái dòng này tiếng bass của nó đánh ra khá là mềm và tiếng bass của nó rất là chắc, nó không bị rèn tiếng. Hình thức của nó thì như chúng ta quan sát, nó làm rất là đẹp và rất là chắc chắn. Chúng ta trưng bày cũng rất là đẹp. Lỗ thông hơi của nó nằm ở phía sau. Thùng của nó làm vuông thành sắc cạnh. Ở các cái cạnh này thì nó bo vát góc. Khi chúng ta vận chuyển thì nó hạn chế được cái việc nó xước sát cái góc. Nếu như cái góc này mà nó vuông thành sắc cạnh quá thì khi chúng ta vận chuyển nó hay bị xước sát. Và tất cả cái góc ở chiều đứng nó bo góc rất là rộng, và ở chiều trên nó vẫn bo góc. Cho nên là cái này chúng ta vận chuyển nó rất là an toàn. Hàng rất là đẹp. Và bên cửa hàng của Vision Audio sẽ bán cho quý vị và các bạn cái giá rất là mềm mại, 4.600.000 đồng, bao ship toàn quốc cho quý vị và các bạn. Và đối với cái tầm tiền trong khoảng 5 triệu thì quý vị và các bạn chơi rất là đáng chơi. Còn cái dòng này nếu như quý vị và các bạn vào siêu thị mua thì nó có giá 10 triệu đồng. Nó không phải là hàng chính hãng, vì người ta cứ quảng cáo nó mập mờ đấy là hàng nhập khẩu. Cái quan trọng là nhập khẩu của ai. Người ta có quảng cáo là hàng nhập khẩu từ nước ngoài về. Đương nhiên cái này là nhập khẩu từ nước ngoài về, hoặc là đi qua đường tiểu ngạch từ nước ngoài về. Và cụ thể là nó đi từ bên Trung Quốc về, vì nó là do Trung Quốc sản xuất. Chứ cái hàng này không như người ta quảng cáo là đi hàng container. Container ý người ta nói là đi từ Mỹ về, không phải. Đây nó là hàng do Trung Quốc sản xuất. Hàng Mỹ thì không bao giờ có cái dòng Bass 30 mà cái giá của nó 10 triệu quay đầu là không bao giờ có. Với cái tầm tiền 5 triệu thì chúng ta chơi rất là đáng chơi. Vì chất âm của nó tôi cảm nhận nó khá là hay. Chất âm của nó khá mềm mại và nó đánh khá là uy lực. Cái dòng này thì chúng ta đánh ghép cùng cái dòng loa Bass 25, dòng loa Bass 20. Còn nếu như chúng ta ghép cùng cái dòng loa Bass 30 thì cho dù nó là súp xịn hay là súp nhái, thì tất cả các cái dòng súp khi đánh cùng với các dòng loa thì quý vị và các bạn hết sức lưu ý là chúng ta phải đánh vượt lên một cấp. Có nghĩa là loa Bass 20 thì tối thiểu là phải đánh súp Bass 20 đổ lên, chứ không là đánh súp nhỏ hơn. Ví dụ như loa Bass 20 thì chúng ta đánh súp Bass 25, loa Bass 25 thì chúng ta đánh súp Bass 30, hoặc là tối thiểu là Bass 25, chứ chúng ta không được đánh súp nhỏ hơn. Đánh súp nhỏ hơn thì nó sẽ bị yếu tiếng súp.
Quý vị và các bạn nhớ nút đăng ký kênh và nút chuông thông báo để luôn cập nhật được những video do Viết Sơn Audio làm tiếp theo. Một lần nữa, Viết Sơn Audio xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã bớt chút thời gian theo dõi clip của Viết Sơn Audio. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong clip tiếp theo.